Xong chưa ạ? Các bạn support của tôi đi thu lại phiếu giúp tôi ạ. Có ai có xung phong lên đây chia sẻ mục tiêu của mình không ạ? Mỗi người có 5 phút ạ. Tôi sẽ cần 3 người ạ. Bùi Giang ạ. Vừa trách tôi là sao anh lỡ. Giang Vũ ạ. Có ai không ạ? Có ai vừa lên không ạ? Trương Hồng Hà. Rồi. Xin mời. Lên luôn. Thì củ lấm nó phát triển nhanh hơn sầu ạ. Và đến ngày hôm nay
2018 thì tôi sẽ cố gắng để 5.000 bạn bè trên Facebook của tôi sẽ có 1/2 số đó sẽ trở thành những hệ thống lấy cô lấy sỉ và tăng thu nhập cá nhân để mua thêm một mảnh đất cho Nha Trang ạ. Vì hiện tại gia đình nhà tôi đã mua được một mảnh đất ở Tây Hồ. Đó là thật ạ, gia đình nhà tôi có một mảnh đất ở Tây Hồ. Và tôi hy vọng vào trong năm 2018 tôi sẽ mua được mảnh đất cho Nha Trang. Vì thị trường ở Nha Trang và Phú Quốc đã rất tôn trọng về lớn Trang Nga. Thế nhưng mà cái nhà phân phối trong đó chưa nhiều và nó chưa phải là chuẩn. Thì rất nhiều khách hàng của tôi lấy vào thì tôi cũng gửi cho mình xe cộ vào cho họ thôi. Chứ còn hiện tại nó cũng chưa có hệ thống trong đó. Nên tôi muốn mình có thêm như thế. Còn nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về lớn Trang Nga, các bạn có thể kết hợp với tôi. Tôi sẽ báo giá và mua bán gì cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn Hoa rất nhiều. Đúng là bà chủ về sale khác, tranh thủ sale chết cô luôn. Thế là cũng thấy khen thầy, khen bạn ghê, chả thấy chuyển khoản gì cả. Đấy là điều bạn rất buồn đấy. Được không? Đấy thôi, tôi cảm nhận là giúp gì được bạn tôi đâu. Nó gọi điện thì nó là rảnh rảnh thì trả lời, nhưng mà không rảnh thì mặc kệ nó, không nghe. Bởi vì đó là bạn kiểu này rồi thì mình có chuối nó không làm gì được mình cả, nó không phải là khách hàng. Các bạn thấy đấy, mới chỉ bán hàng khoảng 1 năm thôi, tất nhiên là sản phẩm thì mỗi người mỗi vẻ, có người ở đây thì có người thì làm spa, có người thì bán nấm, có người thì tôi xem ở đây có người thì đang bán cái sản phẩm này sản phẩm khác, nhưng mà có một điều thì tôi thấy là có một nhóm là các bạn đặt mục tiêu thu nhập rất là cao. Và có một nhóm thì thu nhập nó thấp hơn một chút. Và tôi thấy có những nhóm toàn 100-200 củ mỗi tháng. Kinh hoàng luôn ạ, và rất tuyệt vời. Có một số nhóm thì chắc là do sinh viên ạ. Thì thường là khoảng thu nhập 10-20 triệu. Và 10-20 triệu. Và có một người có mục tiêu 42 tuổi xây một cái biệt thự ở quê. Tuyệt vời quá. Tôi thực ra trong đầu tôi chưa nghĩ đến đoạn đấy. Nhưng phải nói là mọi người nghĩ được như này chắc là hôm tới tôi cũng phải về tới đoạn siêu vậy. Hồ với Kiều Anh phi công, cơ trưởng và bay để chân xanh bay cùng với để xây biệt thự ở quê ạ. Thực sự là rất là nhiều người, rất là nhiều học viên của tôi, rất là nhiều khách hàng của tôi, họ thực sự rất tỏ. Và mình học được họ rất là nhiều. Bởi vì mình cũng quen cái kiểu, nói thật với anh chị là mình cũng ở quê ra đây và tư duy là cũng là nhà nghèo làm nên. Cho nên là mình cũng không dám có những cái suy nghĩ của nó vượt ra khỏi cái nước an toàn. Mọi người có hiểu ý tôi không ạ? Mình cũng rất là chăm chỉ, mình rất là nỗ lực rồi nhưng mà mình vẫn không dám nghĩ đến cái rất là lớn, rất là kiểu phi khủng ấy. Đó, cái đấy là cũng là cái nhược điểm của tôi ấy. Vâng, một bạn và có thương hiệu sản phẩm có mã mạnh, vân vân, có web bán hàng, doanh thu 10 triệu một tháng, tuyển được 10 đại lý. Có lẽ là bạn cũng định phát triển sản phẩm riêng của mình, rất là tốt ạ. Và thu nhập từ 80-100 triệu, học tiếng Anh IELTS 5.5, tuyển được thêm 20 đại lý. Rất rõ ràng. Hiện tại doanh thu nhập đạt 10 triệu một tháng. Phấn đấu trong năm có thể cao hơn. Sang năm từ 20-30 triệu. Và một bạn tên là Trang. Phấn đấu sẽ có một cửa hàng chuyên về thời trang. Tên là Trang, cũng làm thời trang, ok. Làm thời trang cũng được. Nói chung làm gì cũng được. Miễn là mình có gu và mình có kinh nghiệm. Với thu nhập này của các bạn 10 triệu một tháng thì tôi nghĩ là lát nữa bạn Kiều Anh bạn lên bạn chia sẻ thì bạn ấy sẽ hướng dẫn cho mọi người có thu nhập 10 triệu 20 triệu hoặc thậm chí là 100 triệu mỗi tháng là hoàn toàn khả thi, hoàn toàn khả thi với cách mà các bạn phát triển hệ thống. Và một bạn có mục tiêu là trả nợ xong tiền nhà, mua xe ô tô và chắc là mới xây nhà hoặc là mới mua nhà. Rất tốt ạ. Xây dựng đội nhóm kinh doanh hai mảng là bảo hiểm và bất động sản